tài trợ đây. Đây là một cái người ta nói là gì, báo Việt Nam đăng gì Mỹ thiếu chiến lược, tất cả food bank đều không có đủ lương thực cho người dân, tại vì có những người người ta không có đi lấy thôi, người ta cảm thấy đầy đủ cho nên người ta không có cần, người ta nhường cái phần lại cho người khác. Nhưng mà mình hôm nay mình đây là mình muốn quay cái cảnh này cho các bạn xem, nhưng mình cũng nghe nói thôi chứ mình cũng chưa thấy thực sự cái nó ra làm sao nữa. Nên mình đây mình quay tận mắt để coi cái nó ra làm sao. Và đây là cái nhà thờ mình nhìn giống khách sạn, nhìn modern dễ sợ luôn, nhìn không giống nhà thờ kiểu xưa. Đây giờ đây đi BMW người ta còn đi ra lấy đồ ăn rồi, thấy chưa? Và chính phủ Mỹ nó vừa giúp cho người dân, những người nào không đi làm thì sẽ được hưởng tiền trợ cấp, nghỉ thấp nhất cái tiền trợ cấp Mỹ thấp nhất cái từ đây đến tháng 7 á, là 800 đồng cho một tuần, là cái người lãnh tiền thấp nhất. Cái người lãnh tiền cao nhất thì 1.200 tuần đó, cho tới khi mà nghe nói là tới hết tháng 7. Và đồ ăn gì nên người ta phát gì là mỗi ngày nghe các bạn, mỗi ngày. Chỗ cái này thì xin lộn nó lại cái một tuần hai lần sẽ như vậy, còn đồ, mà đồ ăn mà cho con nít á là mỗi ngày, tới giờ ăn trưa á, là sẽ có tới trường học đậu xe chạy ngang cái người ta đem phần ăn trưa cho mình. Cái đó là chính phủ nó bắt buộc, cái tiểu bang này nó bắt buộc như vậy. Nếu mình không có đồ ăn hay là không có gì ăn thì cứ chở con ở ngoài nấu, nó làm sẵn rồi ăn thôi. Giống như ở đây mình thấy thiếu cái gì thì mình đi ra đây như cho cá thịt tôm, giờ không có không biết, nhưng mà để coi thử rồi, nghe mấy người ở dưới tiểu bang khác ta nói có cùng tiểu bang nhưng mà ta cho thịt đồ tôm rau củ cải quả được. Đây thì người ta sẽ đứng như vậy đó rồi mở trơn lên rồi người ta sẽ đem đồ ra cho mình. Đây là người ta sẽ mở lên đem ra từng món. Đây nè, người ta sẽ đem ra cái gì mình cần, người ta sẽ đem ra. Lính nó kìa, cái lính nó kìa, thấy chưa? Để ta cũng ủng hộ nữa nè, ta làm việc từ thiện. Đây là đi về đây, đem cho cái này gà, táo, is this for free? Chi, biết biết lớp này cái là, bỏ vô pizza đi. Mày với cái pizza tụi nó ăn bên kia. Kêu rồi. Này là gì, yoga sao? Yes. Đi vô ô. Mình không có đi nhưng mà mình đi nhưng mà mình đậu xe lại quay phim cho coi cái nó bỏ lên xe luôn. Đây là cái này là cái con sơ kỳ mà smoke. Cái này gọi là cái là hem hả? Để cho mấy đứa nhỏ ăn kèm với bánh mì đó, nó ngon lắm. Chính phủ Mỹ lo cho người dân đầy đủ không? Tuần 2 lần. Còn trường mấy đứa này làm everyday, mỗi ngày là đó 11 giờ sẽ cho ăn. Chào các bạn nha.